Bà Suki gặp chủ tịch quốc hội để bàn về kế hoạch chuyển quyền. Bà Onsang Suki, lãnh tụ Đất lập miến điện, đã gặp chủ tịch quốc hội đương nhiệm là ông Swayman để thảo luận về kế hoạch chuyển quyền. Sau cuộc gặp, văn phòng ông Swayman cho phổ biến bản thông báo với nội dung cho hay buổi gặp gỡ diễn ra tốt đẹp và hứa hẹn sẽ làm những gì cần làm để công tác chuyển quyền diễn ra thật êm thấm. Ngay sau khi kết quả bầu cử cho thấy liên đoàn toàn quốc đấu tranh vì dân chủ chiếm đến 80% số ghế đại biểu, bà Suki có nói sẽ gặp quốc hội, gặp tổng thống Than Sang và gặp tư lệnh quân đội là tướng Min On Lang để bàn thảo về kế hoạch chuyển quyền từ chính phủ đương thời sang cho chính phủ mới mà Liên đoàn sẽ thành lập, chưa rõ khi nào hai cuộc gặp còn lại diễn ra.